Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Mày thích ăn thịt chuột nên tao đặt hẳn gọi là tao gọi thịt hẳn gì đấy? Bia rúi 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 rừng rúi à? À xa đặc sản đấy, đặc sản nhá. Hôm nay tao gọi là chơi chín lông rúi, rúi là đã phải là phải ok. Mà mày gọi vào hai chai rượu này thế á? Từ từ có đủ võ công tao xúc miệng không đấy? Kịch một ít à? Quậy phết đấy anh. Anh môn phái nào ấy? Môn phái uống rượu à? Phái là... Men thần đạo. Thế anh solo coca với em không? Anh không có được ngọt. Ta với mày cứ cặn cái thứ này là đẹp. Đây. Đây, của mày đây. Ta xin cục đá. Đây. Đây. Thế lỉ phăng. Chén đầu phăng. Lỉ phăng. Được, nhận đấy. Lỉ phăng. Phẳng ly. Ơi. À. Ơi. Ăn chưa? Thì hôm qua thì nói chung là cũng thèm thịt quá, hơi quá. Hôm qua là tao hơi bị bực bọn mày đấy. Chưa xin. Bực anh đấy thôi, em làm gì đâu. Hôm nay nó bảo là vào xin lỗi cái. Nó bảo là mày lấy cho nó ăn nhưng mà tao cứ túm nó đã. Em lấy được hợp chân, em không lấy được đâu. Nói chung là hôm qua là cả hai thằng tao cùng lấy. Đúng rồi. Thế mà anh chủ em nhé. Xin lỗi. Mày rủ tao. Ông Lì nói với tôi. Hôm qua anh có vạ anh như thế nào? Hôm qua anh có đánh anh đấy không? À. Anh. Qua anh có đánh anh đấy không? À không, anh không đánh. Tao chỉ đá cho không chuyên phát nào thôi. Thế anh bảo ngoài to mồm về. Ui, tao đấm nó ấy. Như kiểu người. Tao bảo gì? Tao bảo tao đấm nó nữa. Tao đấm nó lên đầu xuống ruộng. Mày điêu. Kiểu phiết. Nói chung đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ nó to hơn tao. Này. Nó đấm được tao. Đấy. Thế là lúc kia, tao gạt solo là không chấm tỏa ra, không chấm đấm nữa. Này, nó phải lấy le với mày hiểu không? Nó giao hoa với mày thôi. Ôi, ơi, giao hoa anh đi. Đi, lỉ phăng này. Cho giao hoa mày ngon. Mày thích ăn rau gì hôm nay tao thì... Lỉ phăng này. Em thích ăn rau nời. Em thích ăn rau nời. À, cả rau má thân trưởng nữa. Lời quá.
Thế thì dúi ăn với rau má à? Dúi nó chả rau má. Hay nhỉ? Cực luôn. Dúi má dúi. Dúi rừng. Được. Biết chọn món đấy. Trời ơi. Dùng đi đây. Đặc thế. Biệt hôm nay tao phải chăm sóc này thực tế, gọi là xin lỗi là phải nó phải thế. Rót rượu vào đi. Được đấy. Để tao cho anh em mình cục đây luôn. Căng nhá. Thằng kêu uống nước ngọt thì tao cho mày no nước ngọt không về được luôn. Thôi, nha. Trình độ tiểu lượng coca của em nó ở tầng thứ 7 rồi. Kể cả tầng thứ 17. Điện thoại, ướt điện thoại. Không, anh đổ rượu vào đây làm gì? Đổ rượu đâu, nó bị run tay đấy. Không được. Ông quên mời mọi người, tất cả mọi người nha. Cơ mà cái lồng của nhà tao bọn mày để đâu đấy? Trên nhà tao khuyên tôi không mất được đâu. Hôm qua thằng cứ bảo bán rác vụn rồi. Điên à, anh đòi bán rác vụn em bảo để cho em úp gà. Cả gia tài của tao có đúng cái lồng đấy thôi đấy. Tại anh ơi, anh ơi, em mời anh không nước ngọt. Em mời anh không nước ngọt, anh tặng. Cắt đầy và mang rượu uống với đấy thì phải cắt đầy đầy. Cái này còn một thế nào nữa? Chưa ai được gọi là uống coca với lại rượu đâu. Làm đi, Lý Phong. Làm đi. Lý Phong không? Không, chơi ăn chay luôn. Được, uống đi. Nhưng mà anh uống xong cái đấy anh phải hứa em một cái cơ. Cái gì? Không được đánh em. Ừ. Mới một cái nữa. Nói. Tặng em lồng gà, úp gà, trọi cho này. Điên à. Cả nhà tao có đúng cái lồng để tao úp. Bây giờ tao cho mày tao lấy cái gì tao úp. Uống đi. Cái. Anh có hứa rồi. Được cái lồng gà. Thằng này. Đi. Dạ. Quan trọng gì. Quan đi. Tao lại làm với mày một cái nữa. Ai giả? Rượu gì đây mà căng đấy? Chuối hột. Chuối hột, chuối rừng. Giết đấy. Ấy, anh đang đổ đấy. Đổ đâu? Giết tao rồi. Chiều nhà còn bao việc với anh em mày. Việc làm cái gì? Mình làm việc cả đời rồi. Yeah. Anh làm việc gì cả đời? Mình làm như làm cả đời. Làm một hai hôm. À, nó bắt đầu quài rồi. Bếp lên. Không. Bạn bắt đầu ba chén giấm và bắt đầu nói chuyện đạo lý đấy. Đây, anh ơi, lấy cho anh hai cái bát rồi. Anh gì? Lấy ra đây. Anh nhưng mà nói. Lấy ra đây. Mày tính làm gì? Lấy hai cái bát ra đây. Hả? Mày tính làm gì? Bỏ cái nồi. Ăn no chưa? No chưa? Này. Ba cái chai giấm này uống không hết nhỉ? Khá quá nhờ. Ai da. Anh đi uống rượu bằng ba. Anh đi ảo tưởng sức mạnh. Chắc là anh xem nhiều anh hùng lương sơn bạc à? Anh định làm võ tông à? Bụng cho nó bằng hết ra. Anh chỉ làm được võ mèo rồi. Mày làm gì võ tông của anh đâu. Sao quả. Dạ, không, cháu tắt máy rồi, em tắt máy rồi. Tắt rồi, nổ thế nào được mà nổ. Cô cứ tưởng cháu say đấy, trời, cháu tỉnh nhá. Nào, 50 rồi nhá. Anh chả say. Không phải. Anh chả quên lời. Hôm nay nói thật là cũng khá là... Đấy rồi. 50 rồi, uống 2 tăng. 100%. 100% là Liverpool đấy. Xin lỗi nó phải thế. 50 thôi. Tôi đáng phải 50 thôi. Hết bát này. Lên tôi lúc nãy vừa tao vậy. Bây giờ mình xin lỗi thôi, anh em mình là một gia đình. Đấy.
Anh uống đi. Mày này chết tao rồi. Nó quá. Đấy. Về đi. Anh trả tiền được gì? Chị, chúng mày thế này giết tao rồi. Chị đừng ngõ nhỉ, chị chú đi ăn đá nhỉ. Ngó quá. Ôi, quả này mà về đi với chị thì thôi rồi đấy. Sao? Ngó quá. Cho em ba chai nữa rồi. Thôi, tao xin mày. Tới tầm rồi. Thế nào? Tới tầm rồi. Làm tí nữa cho nó đủ. Đấy, ăn nữa không? Thanh toán. Làm lên dưới nữa nhá. Ôi thanh toán về đó rồi. Say nó lắm rồi. Chờ tí để tao đi vệ sinh cái đã. Anh đi đâu cái gì? Điền, đi vệ sinh, mày đi vệ sinh nào. Không, cái gì làm gì? Anh đi đâu cái gì? Yên tâm đi. Chọn xương, chọn áo. Yên tâm đi. Anh say nhưng mà anh vẫn chuẩn lắm. Anh lăn ra đây nè. Thằng mau ca nhà mày đâu rồi? Nó thanh toán chưa? Không biết. Đi vào tìm nó xem nào. Em trước. Một cô ca nhiều ngọt quá. Đi vào tìm nó xem nào. Được rồi, thanh toán đi để đi về thôi. Tao say lắm rồi. Thì lắm là tao sẽ kéo anh ngủ trong đấy đi. Này, nằm ra đây này, cứ gọi cho tao nhé. Thank you.
vứt xe nó rồi. Nó bịp bịp lắm mẹ. Vứt xe nó để anh với mày đi về. Sao gì nữa? Bỏ nó chỗ và nó lên rác à? Vứt thì cho nó mất. Mất đánh nhờ. Anh phê à? Phê. Phê lời mắt. Bát rượu để với lại. Anh ơi. Hay là anh em mình bôi bẩn trong mang về giải cho nó đi. Làm gì vứt đây? Dở là vứt đây á. Rồi khiến anh đi tù đi. Mất xe nó chết. Chẳng thế à. Bây giờ mình bôi bẩn trong mang về đấy. Giả nó. Nhỉ? Yeah. Đó được. Chuẩn không? Đấy đi. Quay quay. À quay xe đó. Em quá là sáng sủa. Thế ai bôi bờ, ai bôi bùn? Trang Chu Chi. Tao. Đấy ra thì tao, tao còn trả thù nó. Cầm lấy chìa khóa. À, không cần. Đây em cầm. Đây. Tao phải trả thù. Ok, đại cà phê lời. Đấy gì? Kiều ơi. Đánh ra. Bãi này là bãi đường Châu Đầm đấy. Đánh ra để tao thử nghiệm. Út ra. Bãi phân đấy, bãi phân trâu đấy. Chị ơi, ui, anh nhắm nó bắn cả bây giờ đấy. Gì, thế tính anh đi kiểu gì? Đừng bỏ yên, bỏ xung quanh thôi. Mày biết cái gì mày phải nói sớm sớm mà. Làm sớm mất cả tình ra. Thằng Gảo ơi, ba chén lớn quá. Ba chén rượu cúng, ngọt ngoa ngọt ngửi. Đấy. Uống thế mà cũng đợi uống. Sơn màu khác. Sơn màu khác. Ui. Anh nhắm ấy. Nhắm vào yếm ấy. Không, mình phải tato cho nó nữa cơ. Đấy. Tato. À, ghi là đấm nhau không. Đấy. Tao có võ. Đấy. Võ của Gia Xua. Ai. Ui. Bắn. Anh biết một kiếm Gia Xua không? Gia Xua là gì? Con trong Liên Minh Huyền Thoại. Gia Xua. Hả? Có biết chơi điện tử không? Điều suốt ngày chơi điện tử. Anh biết. Để chưa? Mày xem thì tao tá tù. Kiểu ơi, nhìn nó bẩn quá. Thôi không phải bôi nữa đâu. Không một tí nữa nó đánh đau lắm. Thế đó, tao phải trả thù. Anh chạy hiểu anh không chạy được đâu. Hôm trước không thấy rượu còn bị nó bắt được nó đánh nhờ. Nó ui đá đít sao này. Đá đít này ở bên dưới bên kia. Ơi anh bắn đấy. Bắn lên tận đời ấy. Mệt quá. Thế thôi. Ơi Phê à. Đúng. Bốn bên kia anh bôi bánh làm gì. Đi 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 đường kiểu gì nó chẳng bẩn bánh. Kiểu ơi. Rồi đi đi đi. Đi đâu? Đi lên trên đây. Lên trên đây. Từ tao ném đi cho nó bẩn hết lên là đã. Kiểu. Anh bẩn không phải đâu. Ui ui bắn ném. Anh nhét vào ống bô ấy. Ống bô đâu? Ống bô ấy. Bố trả ấy. Ui trời ơi. Bắn nè. Bắn nè, tao nước cứ trâu đấy. Đường này thả tao trả trâu đấy. Được rồi, nắm đá đi cả. Ê. Chưa. Tay lái, tay lủng nữa. Đi xem chưa? Sao anh đi trước đi. Hả? Anh đi trước em ở đằng sau giám sát. Giám sát công trình. Chìa khóa. Đây. Cắm vào cho anh. Không, anh tự cắm đi. Mũ bảo hiểm nữa. Đội cho nổ anh. Đỡ bị nhìn đường mà không trời lóa. Lao vào tường mà không bị đau đầu. Nhanh cái tay lên. Thôi, rồi, đi đi. Làm ăn chậm chạp. Anh đi. Ôi, cua nó bắn.
bắn vào áo em này anh bẩn. Nào mày bỏ cái xe mày ra, mày tin nó tông một phát nó ra. À, thủ thủ thủ. Hả? Thủ thủ. Mày có tin nó tông một phát nát bét rồi đâu? Ném bẩn hết cả xe em này. Rồi, thôi cả năm.
nó lừa rồi. Đấy, cho em để xe đây, em về em bắt hai bọn nó ra rồi em trả tiền. Đây á. Đây em rồi. Anh cho em gửi cái xe đây nhá. Rồi, cứ về đi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn thiện cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.